Tiếng gì nhỉ? Tiếng khóc à? Trên đường này có ai ngoài mình đâu nhỉ? Bây giờ là 12 giờ mà ai lại khóc ở đây nhỉ? Hình như trong chuyện ma hôm qua mình đọc thì người ta nói là 12 giờ trưa là giờ linh của cô hồn. Cái gì đấy? Mày tính dọa tao chết hay gì? Mày sợ tao sống thọ quá à? Em xin lỗi anh. Tác dụng phụ của việc học quá nhiều đây mà. Tội nghiệp con bé. Phải lên lịch cho nó đi khám thôi. Để lâu nguy hiểm cho mọi người. Này con kia, hôm nay mày không đi học à? Tao nhớ mày hôm nay có buổi học thêm cơ mà. Vâng, em không đi học nữa đâu. Cái gì? Không đi học nữa? Vâng, em không muốn đi học nữa. Con này hôm nay bị sao nhỉ? Bình thường nó chăm học lắm cơ mà. Nhất định có vấn đề. Ngọc Anh, mày bị làm sao đấy? Sao lại không muốn đi học nữa? Có chuyện gì xảy ra à? Anh ơi, hôm qua em vừa gặp ma đấy. Cái gì? Ma à? Vâng, ở ngay cái đường mà em đi học thêm ấy. Em sợ lắm, em không đi học thêm nữa đâu. Nào, từ từ, mày kể chi tiết anh nghe xem nào. Thì hôm qua lúc em đi học về ấy, em đang vừa đạp xe vừa ngắm cảnh, tự nhiên nghe tiếng khóc ở đâu ấy, thì em dừng lại. Em nghe chẳng thấy ai cả. Xong rồi một lúc sau thì em nghe thì tiếng sột soạt của cây cối, xong rồi tiếng khóc nức nở lên. Em sợ quá, em tắt xe chạy về luôn. Tối hôm qua em còn mơ thấy ma nữa anh ạ. Mày bị làm sao ấy? Lúc mày đi học về là giữa trưa. Giữa trưa làm gì có ma? Không, anh nói như vậy là anh thiếu kiến thức về ma rồi. Nhân danh một người mê chuyện ma như em sẽ nói cho anh biết. Nào, mày nói đi. Là lúc 12 giờ trưa, là lúc mặt trời lên đỉnh điểm. Lúc này bóng trên mặt đất thu lại ngắn nhất. Theo phong thủy cổ nhá, đây là lúc dương khí cực thịnh trong ngày. Người ta vẫn thường hay nói vào 12 giờ trưa không nên cho trẻ nhỏ ra ngoài đường, bởi vì lúc này rất dễ bị bắt mất vía nữa đấy. Mà nhá, khi bóng ở trên mặt đất thu ngắn lại như thế thì rất có khả năng ma quỷ sẽ trú ngụ ở những bóng râm hoặc là cây cối đấy. Và hôm qua em đã nghe thấy tiếng khóc ở trong những bụi cây anh ạ. Này, có khi nào do mày học hành nhiều quá, mày bị căng não nên sinh ra ảo tưởng không? Anh Quang, anh nói như thế là đang xúc phạm người đam mê học hành như em đấy. Đối với em, học là học, không bao giờ có chuyện học nhiều quá mà sinh ra ảo tưởng đâu. Trong từ điển của em nhá, không bao giờ có từ ảo tưởng luôn. Hôm qua anh nghe nói cái idol Hàn Quốc mà mày hâm mộ ấy, nói là chỉ yêu mình em đúng không? Đúng rồi, hôm qua anh ấy mới đăng một dòng cáp là Only Love. Chắc là đang nói về tình yêu duy nhất của em dành cho anh ấy. Ngoài em ra thì còn ai nữa đâu. Hóa ra không ảo tưởng nó là như vậy.
Em chỉ nói thế thôi chứ em không ảo tưởng đâu nha. Thế nhưng mà em nói với anh rồi đấy, em không đi học thêm nữa đâu. Em sợ ma lắm. Em chỉ mê chuyện ma thôi chứ đi qua cái con đường đấy gặp ma em sợ. Không được, mày phải đi học. Bố mẹ cho mày lên đây là để đi học. Nhà này một mình anh bên ba là đủ rồi. Mày không được giống anh. Không, em sợ lắm. Thôi được rồi. Vấn đề bây giờ là phải kiểm tra xem cái chuyện đấy nó có thật hay không. Chứ mày nghỉ học bây giờ không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu. Cái gì? Em vẫn phải ra đấy nữa? Thôi được rồi. Nhưng mà anh phải hứa với em là ra đấy kiểm chứng. Nếu như có ma thật ý, thì anh phải cho em chuyển chỗ học thêm đấy. Em không học đấy nữa đâu. Được rồi, chốt vậy đi. Ngọc Anh ơi, mở cửa cho anh với. Anh có món này cho em ngon lắm. Lại cái thằng ba quay. Anh Quang, em mua cho Ngọc Anh cái bánh ngọt. Dạo này thấy Ngọc Anh hơi ốm yếu, cần phải bồi bổ anh ạ. Cảm ơn nhé. Em gái tao nó kêu đồ ngọt, nó không ăn được. Để đấy tao ăn hộ cho. Biết thế, để ăn một mình cho nó béo thân. Này, mày lẩm bẩm cái gì đấy? À, em đang chửi cái con mic đầu xóm trọ anh ạ. Cái gì nó cũng thò mồm vào nó đớp được anh ạ. Mà mày qua đây đúng lúc lắm. Anh định làm gì em đấy? Ngọc Anh ơi, đường này có ma thật á? Em nghĩ là có ạ. Ui, sợ thế. Con cầu mong tổ tiên phù hộ độ chỉ cho con qua được kiếp nạn này. Con cầu mong Phật tổ phù hộ cho con tránh khỏi ma quỷ. Con xin Chúa, mong Chúa hãy thương xót cho tấm thân nhỏ bé này mà cho con không bị ma quỷ quấy phá. Anh Tuấn ơi, thế rốt cuộc là anh theo đạo nào thế anh? Em thấy anh cầu linh tinh hết cả lên đấy. Anh không biết, anh cầu đại thôi, chúng ai thì chúng. Miễn sao anh được bảo vệ là được. Con cầu xin các cụ phù hộ độ chỉ cho con qua được kiếp nạn này. Cái thằng kia, ồn ào quá, nhát vừa thôi. Ngữ mày nhát như thế mà cũng dám tán em gái tao. Anh còn nói nữa à? Hả? Cái mặt anh ấy, sợ ma gần chết lại còn bắt em đi kiểm chứng xem có ma thật hay không. Ui dồi ôi, này em nói thật nhá. Nếu không vì anh ép em, mà cũng không vì em giúp Ngọc Anh á, thì anh nghĩ em đi cùng anh chắc. Tao bảo mày đi á, là để có thêm người hỗ trợ kiểm chứng. Ai ngờ mày nhát như thế. Biết thế tao đã không kéo mày đi rồi. Giờ em lỡ đi rồi, anh có hối hận cũng không kịp đâu mà. Con cầu mong dạ. Ôi mày có im đi không? Cứ lầm bà lầm bầm. Tao thì ném mày xuống đầm bây giờ. Im luôn. Thế để em dùng bà bối nhé. Anh có bà bối trừ ma á anh? Đương nhiên rồi. Nhìn anh này. Gương chiếu yêu, chuyên chiếu yêu ma quỷ quái. Ồ, thế đời trước nhà anh hành nghề trừ yêu diệt quán nên là để lại cho anh cái này à anh? Không. Ồ, thế tại sao anh lại có à? Thì mua ở ngoài kia kìa, mua mấy trăm cái còn được đi, chứ cần gì phải đời trước truyền lại. Hỏi đáng yêu thật đấy. Ồ, ra là mua trên mạng. Nhìn anh thể hiện đây này. Ma đâu, ma đâu, mau biết sợ mà đầu hàng đi. Xuất hiện đi, mau hiện hình. Hiện hình đi. Cái thằng kia, sao mày không chiếu yêu ma? Mày chiếu vào tao làm gì? Mày giở người à? Bởi vì trong mắt của em, anh lúc nào cũng là yêu quái. Thằng này, mày. Em đùa tí làm gì mà căng? Thì tao cũng đang đùa mày mà. Làm gì mà phải trốn? Lại đây tao vỗ cho một cái vào mồm. Đùa thôi, không thật đâu, thế đấy. Ngọc Anh ơi, cứu anh. Quang, thôi mà anh Tuấn chỉ đùa một tí thôi. Bỏ qua nhá. Tao nể mặt em gái tao nên là tao bỏ qua đấy. Mà bây giờ anh em mình chia nhau ra đi tìm đi. Cứ đứng một chỗ thế này thì bao giờ mới tìm được nguyên nhân của tiếng khóc. Đi.
Ở chỗ này vắng tanh, ít bóng người còn chẳng có, lấy đâu ra bóng ma? Ồ, em cũng không biết nữa. Thế nhưng mà em khẳng định là hôm đấy em nghe thấy tiếng khóc mà. Thằng Tuấn đâu? Em vừa thấy anh ấy ở loanh quanh đây mà. Ôi dồi, anh Quang ơi, anh Tuấn làm gì ở kia kìa? Tao nghĩ là mình bây giờ có một việc quan trọng hơn cần làm rồi đấy. Việc gì hả anh? Gọi bệnh viện tâm thần đến hốt nó đi chứ làm gì. Anh lại tào lao rồi đấy. Anh Tuấn ơi, anh đang làm cái gì đấy? Anh đang nghi cái cây này ấy là cây quỷ. Hả? Cây quỷ á? Sao tự nhiên anh lại nghĩ như thế? Vì như lời em nói, mỗi lần em đi ngang qua đây, em đều nghe thấy tiếng khóc ai oán, tiếng cây cối sột soạt và tiếng nói ghê rợn của người phụ nữ. Nhưng hiện tại, chúng ta đã tìm khắp nơi rồi mà đều không thấy, chứng tỏ một điều là nó đang lẩn trốn ở đây. Ngoài chúng ta ra thì còn cái cây này. Vậy nên anh mới suy luận ra một điều, cái cây này chính là cái cây quỷ. Nghe anh nói thấy cũng hợp lý nhở. Có mỗi thế thôi mà mày bảo cái cây này là cây quỷ à? Thế thì anh không biết gì rồi. Quỷ ấy, nó là loài mạnh nhất trong giới yêu ma. Bởi vì chỉ có nó mới có thể lộng hành được vào ban ngày. Theo truyền thuyết nhá, nó rất thích ăn hồn của thiếu nữ 18 tuổi. Vì linh hồn của những người 18 tuổi sẽ tăng cho nó sức mạnh vô cùng. Mà Ngọc Anh nhà ta thì sao? Vừa tròn 18 tuổi nên em chắc chắn là nó đang muốn ăn hồn của Ngọc Anh. Này, cái truyền thuyết ấy ở đâu ra? Tại sao mày biết? Em vừa sáng tác ra 5 phút trước ấy, hay không? À, tiên sư mày, ngứa thịt gọi đòn, ngứa thịt gọi đòn à? Ừ. Em không tìm được, em trêu tí anh làm gì mà căng với em thế? Chỉ là đùa thôi mà, làm em sợ chết khiếp đi được ấy. À thôi, chúng ta đứng đây nãy giờ, chẳng thấy có dấu hiệu gì của ma quỷ. Chắc là cái Ngọc Anh nó nghe nhầm rồi. Ô, không phải đâu, em nghe thấy thật mà, anh tin em đi. Bây giờ mới có 11:45 thôi. Hôm qua á, em nhớ đúng 12 giờ em nghe thấy tiếng khóc ở kia. Hay là bây giờ anh em mình đi đâu đấy xong rồi 12 giờ quay lại được không ạ? À, cũng đúng đấy anh Quang ạ. Nhiều khi mình đứng ở đây mình nói chuyện ý, ồn ào quá nên là ma nó không xuất hiện. Phải đợi đúng giờ linh thì ma nó mới xuất hiện. Chứ đâu phải là muốn xuất hiện là xuất hiện được đâu. Ma nó cũng đi làm đúng giờ như người mà. Ma cũng đi làm mà thằng kia. Ôi giời ơi, anh chẳng biết cái gì cả. Công việc của ma ấy là dọa người ấy. Động cái não lên. Tao đánh cho lại bảo tao ác. Ý mày bảo tao ngu chứ gì. Thôi rồi, bây giờ cứ theo ý mày đi. Anh em mình lang thang đâu đấy, tí nữa đúng 12 giờ quay lại kiểm tra. Vâng. Ôi chết. Này, sao 12 giờ rồi mà không thấy gì nhỉ? Anh kiên nhẫn thêm tí nữa đi. Đã 12 giờ 5 rồi, chẳng thấy tiếng khóc nào. Mày nghe nhầm thật rồi. Khoan, các anh nghe tiếng gì không? Bỏ công mấy hôm nay đi đá bóng, chạy nhanh hẳn. Các anh thấy chưa, em đã nói là có ma rồi mà. Không được, cứ bỏ chạy như này không phải là cách. Mình đã phát hiện ra tiếng khóc từ đâu đâu. Quay lại kiểm tra xem thế nào. Anh bị hâm mà hả? Thế mai mới được, bây giờ lại quay lại. Không nói nhiều, đi. Không lẽ anh em mình lại để cho anh Quang đi một mình vào chỗ nguy hiểm à? Không được. Bây giờ phải làm sao hả? Hả canh? Bây giờ phải nghe xem thì tiếng khóc đó ở đâu đã. Xong rồi đi theo nó. Vâng.
gần lắm rồi, gần lắm rồi. Tiếng khóc ở trong này này. Một thằng bé. Đừng bắt cháu, cháu không có tiền đâu. Ê, bình tĩnh, đừng sợ, bọn anh là người tốt. Này, cái mặt anh như thế bảo tốt ai người ta tin. Nhìn kỹ mặt anh này, anh mới là người tốt. Đi ra đây, cho anh xem mặt, ra đây. Chú ra đây. Em cứ ăn từ từ thôi, hết anh qua lại mua cho nhá. Mày cứ làm như tao lắm tiền lắm ấy. Em ơi, thế nhà em ở đâu? Ô, thế bố mẹ em tên gì? Này, thế mày có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Để bọn anh gọi hộ cho. Cái đầu của anh ý, chỉ dùng để mọc tóc thôi. Cái đến cái tên bố mẹ nó còn không nhớ. Thì nó nhớ thế nào được cái số điện thoại hả? Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là đi hỏi mọi người quanh đây xem có ai nhận ra nó không thôi. Mày nghĩ mày khôn hơn tao đấy à? Thế sao mày không lấy hình của nó đăng lên trang của thành phố ấy? Đi gõ cửa từng nhà thì bao giờ mới tìm được người thân? Đến Tết Công Gồ à? Ô, đúng rồi đấy, anh con thông minh thật đấy. Chứ còn gì nữa, tao mà lại đâu có đần như đứa nào đấy. Đúng như cái kiểu tứ chi phát triển ấy. Nào, quay mặt ra đây chị chụp ảnh cho. Rồi. Có một cậu bé đang lạc ở khu đất trống phía tây thành phố, hiện đang ở công viên VCI. Đầu không được bình thường lắm, hiện không nhớ nhà ở đâu. Mọi người, ai biết cậu bé này, liên lạc lại với em nhé. Rồi, thế thì bây giờ đợi thôi. Ơi, cái thằng vẫn đói à? Được rồi, thằng Tuấn, đi ra kia mua hai cái bánh mì về đây. Một cái giống như nó vừa ăn, còn một cái cho cay gấp đôi à? Sao anh ác thế? Không cay nó mới ăn được chứ cay nó ăn thế nào được? Thế mà sao mua tận hai cái? Cái cay gấp đôi tao ăn. Thế thì tự đi mà mua nha. Alo, chị Nhung mà. Chị thấy cái bài em vừa đăng đấy, em kiểm tra thằng cu đấy ở sau gáy nó có nốt ruồi không? Dạ có chị ạ. Thế vẫn đang ở công viên à? Dạ vâng, bọn em vẫn đang ở đây chị ạ. Thằng cu đấy là em của bạn chị. Em cho nó ở đấy, đừng để nó đi đâu nhá. Bọn chị ra ngay. Dạ vâng, vâng ạ, em chào chị. Canh ơi, chị Nhung gọi. Chị Nhung bảo là thằng cu này là em của bạn chị Nhung đấy. Thế à? Ô, Giang đây rồi. Anh Phú. Em đi đâu mà để cả nhà tìm nháo nhào lên thế? Giang con đi đào dế. Cũng may, đây là mấy anh em ở trong xóm trọ tôi đấy Phú ạ. May quá, cảm ơn mọi người nhá. Đây là cu em tôi, nó năm nay 16 tuổi rồi, nhưng bị chậm phát triển, cứ như đứa lên ba ấy. Bị mất tích 2 ngày hôm nay rồi, đang định báo công an, thì may quá tìm thấy. Chắc là không sao đâu anh ạ, cu cậu vẫn khỏe lắm, ăn hết cái bánh mì vẫn còn muốn ăn nữa mà. Con đói không? Anh mua thêm bánh mì cho em nhá. Anh ơi, anh mua 2 cái vào, một cái cay gấp đôi anh nhé. Này, anh kiểu gì ấy, rõ chưa? Anh ơi, anh của em trêu ấy, anh với cả anh ấy hơi bị chậm phát triển một tí, anh thông cảm nhá. Cái thằng anh. Thế Giang, 2 ngày vừa rồi em trốn ở đâu? Giang ở trong bụi cây với các bạn dế. Giang sợ, Giang khóc. Đấy, các anh thấy chưa? Tiếng khóc ở đây chứ đâu. Làm em hú cả hồn, tưởng mai thật cái em bỏ học luôn mất. Đấy, người dành ra đây, yên tâm mà đi học chữa. Rồi ạ. Thế từ mai để anh đưa em đi cho nó yên tâm nhá. Thôi thì cũng không biết cảm ơn sao cho hết. Đây có mấy đồng, mọi người cầm uống cà phê nhá.
Thôi anh ạ, bọn em giúp được người khác là vui rồi, anh cứ cất tiền đi. Hay là... Không phải là bọn em chê ít đâu, mà là bọn em không cần tiền thật ạ. Thời buổi bây giờ mà còn những người tốt như mọi người, thực sự là đáng quý. Này, chỗ đấy đến 5 triệu ấy nhỉ? Có 4 triệu rưỡi thôi, em đếm rồi. 9 tờ, 2 tháng tiền ăn đấy chứ ít đâu. Rồi. Mà anh ơi, anh đưa em mới về đi ạ. À mà khoan, tiền các em đã không lấy, nhưng mà cái này nhất định các em phải lấy. Đây là chuỗi nhà hàng, cơm văn phòng của anh. Vé VIP miễn phí ăn 2 năm, mọi người giữ mà dùng nhé. Em. Đây. Của bạn đây. Em chị. Tuấn ơi, miễn phí ăn 2 năm. Ấm rồi. Anh ơi, thực sự là bọn em cũng không cần đâu ạ. Ê. Mày. Im cái mồm. Anh ơi, bọn em xin cảm ơn anh. Thật ra bọn em giúp thằng cu này chỉ vì tiện tay thôi. Thế nhưng mà anh cảm ơn thì bọn em xin nhận. Bọn em sinh viên đói há mồm nè. Tự nhiên được ăn miễn phí 2 năm này cũng đỡ vất vả hơn anh ạ. Thực sự thì anh không phải cảm ơn bọn em đâu. Bọn em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng. Này cu, lần sau đi chơi đâu đi xa xa vào nhá. À, cái gì đấy? Tao đang trêu nó mày. Thôi được rồi, ông đưa Giang về đi. Còn tôi á, là tôi phải đưa anh em đi liên hoan để thưởng nóng cho cái sự tốt bụng này. Ôi. Thôi được rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Về rồi em. Đi ăn cỗ thôi.